Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món xôi bảy màu nha. Thì bảy màu xôi của mình sẽ sử dụng màu từ rau củ quả tự nhiên nha, rất an toàn sức khỏe nha. Bây giờ mình sẽ đi vo nếp nha. Mình vo nếp cho sạch, sau đó mình để ráo nước cho cái hạt nếp của mình nó khô. Sau đó mình sẽ bỏ vào cái nước màu để mình ngâm cho cái hạt nếp nó thấm cái nước màu vô. Thì mình ngâm khoảng 8 tiếng hoặc là có thể ngâm qua đêm. Bây giờ mình sẽ đi nấu lá cẩm nha. Thì 200g lá cẩm mình sẽ nấu với 2 lít nước trong vòng 1 tiếng với lửa nhỏ nha. Mình sẽ thu được nước cốt rất là đậm đặc. Mình có thể để cất trong tủ lạnh để dành xài. Và màu xanh thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh của lá bồ ngót kết hợp với màu xanh lá dứa nha. Thì lá bồ ngót với lá dứa thì mình sẽ rửa sạch, sau đó mình nấu với nước cho nó sôi lên, xong rồi mình tắt bếp để nguội, sau đó mình xay, mình lược lấy nước nha. Đây là lá bồ ngót mình đã xay xong đây. Bây giờ mình lược lấy nước. Đây là nước cốt lá bồ ngót của mình. Màu cũng giống na ná với màu lá dứa nha. Đây, còn đây là lá dứa mình đã xay. Bây giờ mình sẽ lược lấy nước. Do cái màu xanh lá dứa của mình á, nó không có bền khi mà mình sôi á. Mình nấu chè thì nó còn giữ được màu, nhưng mà khi mà sôi nấu lửa lâu quá thì nó sẽ bị mất màu. Do đó mình sẽ trộn với cái màu xanh lá bồ ngót để cái màu xanh của mình nó được đẹp nha. Đây là màu xanh lá dứa này, màu xanh lá bồ ngót. Đó, màu xanh lá dứa với lại màu xanh lá bồ ngót nó cũng hơi na ná với nhau. Mình sử dụng khoảng một muỗng cà phê hoa hạt dành để mình ngâm với nước sôi. Sau đó mình sẽ lược để lấy cái hạt ra, sử dụng nước. Đây, màu vàng nhìn dành. Còn một màu vàng kia thì mình sẽ sử dụng để bột nghệ. Bây giờ mình sẽ đi pha cái màu xanh lá dứa với lại màu xanh lá bồ ngót lại. Thì mình sẽ pha 100ml nước cốt lá dứa với 100ml nước cốt rau bồ ngót. Đây là màu hồng của quả thanh long. Thì màu hồng của quả thanh long á, thì mình sử dụng nấu chè, nấu thời gian ngắn á, thì nó sẽ lên màu rất là đẹp. Nhưng mà khi mình sôi á, mình nấu ở trên cái lửa lâu á, thì nó sẽ bị mất màu. Do đó mình sẽ pha thêm một chút nước cốt atiso đỏ nha. Cái nước cốt atiso đỏ này mình ở nhà mình tự ủ cái hoa atiso để mình lấy nước nè. Các bạn, nếu mà các bạn không có, các bạn có thể mua ở trên Shopee, mình thấy trên Shopee cũng có bán nha. Thì mỗi màu như vậy mình sử dụng khoảng 200ml.
Và màu trắng thì mình sẽ sử dụng nước lọc, nước trong 200ml. Còn màu xanh dương thì mình sử dụng hoa đậu biếc, thì cách lấy màu hoa đậu biếc cái video trước của mình đã có hướng dẫn rồi. Đây là nếp sau khi mình đã gút và để ráo để khô hạt nếp của mình nó khô, thật khô. Bây giờ mình sẽ cho vào, mình sẽ chia đều làm 7 phần và cho vào 7 màu nha. Cái màu củ nghệ thì mình pha khoảng 3 muỗng cà phê bột nghệ với 200ml nước. Thì tùy theo màu đậm nhạt mà các bạn có thể thêm hoặc bớt nha. Nếp này mình cho vào xong mình trộn đều cho cái hạt nếp nó thấm, xong mình để ngâm qua đêm nha. Đây là màu vàng dành dành. Màu vàng dành dành thì khi mà lên sôi á, nhìn nó sẽ hơi tối hơn so với cái màu nghệ, màu vàng nghệ. Bây giờ mình sẽ đi thắng nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa thì mình sẽ sử dụng 300ml nước cốt dừa. Và mình cho 150g đường vào luôn. Mình nấu trên lửa nhỏ đến khi mà nước cốt dừa kẹo lại như thế này là được. Đây là nếp sau khi mình đã ngâm được một đêm rồi, mình xả lại, mình vớt ra để trên những cái khăn để cho nó ráo nước cho hạt nếp của mình nó khô. Này là màu hồng thanh long, này là màu vàng của nghệ nè, màu xanh lá dứa với là bồ ngót. Nó mình được 7 màu đẹp. Và sau khi đã ráo, nếp mình đã ráo thì mình sẽ cho vào tô để mình cho vào mỗi phần một xíu muối nha. Và trộn đều lên. Thì trong thời gian mà mình trộn muối vào nếp thì mình cũng bắt một cái nồi nước lên đặng chuẩn bị hấp sôi nha. Thì nồi nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho từng phần vào trong cái vỉ hấp nha. Đây, 7 màu của mình, sau đó nước sôi thì mình bắt bếp lên, bắt nồi sôi lên mình sôi nha. Mình sôi với lửa lớn á. Đó thì mình sôi được khoảng, đây là sôi, mình đã sôi được khoảng 17 phút nè. Thì mình dở ra mình coi, nếu mà kiểm tra cái hạt sôi của mình nó thật bóng á, mình thấy cái sôi nó chín rồi á thì mình sẽ trộn lên nha. Nó vừa chín á thì mình trộn lên thì nó mới đều. Để nó chín quá thì nó ra nhựa, mình trộn thì nó sẽ không có được đẹp mà nó dính. Đó, mình trộn đều lên các màu lên, sau đó mình sẽ cho nước cốt dừa đã thắng vào nha. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt đã thắng đường vào nha.
Nếu như các bạn không thích bỏ đường thắng chung với nước cốt thì nước cốt các bạn có thể thắng kẹo không. Và bây giờ chỗ này thì lúc này thì các bạn có thể bỏ rắc đường trực tiếp lên nên sôi. Sau đó thì sẽ cho nước cốt đã thắng kẹo vào. Rồi mình sẽ trộn lên cho cái xôi của mình nó đều, nó thấm đều cái nước cốt nha. Sau đó nó sau khi đã trộn đều rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và nấu thêm khoảng 6 đến 8 phút nữa nha. Và lúc này thì mình cũng sẽ bỏ lá dứa vào trong nước để cho cái xôi mình nó được thơm nha. Rồi đây là mình đã sau khi đã đậy nắp mình nấu thêm được khoảng 7 phút. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Mình thấy xôi của mình đã thấm cái nước cốt. Được rồi đó. Thì mình sẽ tắt bếp nha. Đây. Đây là thành phẩm của mình đây. Cái hạt xôi của mình nó bóng mà cái màu nó vẫn còn rất là đẹp nha. Đây. Vậy là mình đã làm xong được món xôi 7 màu nước cốt dừa với 7 màu từ rau củ quả rồi nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nhớ ủng hộ mình bằng cách like và share. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé.